Hello, xin chào các bạn đến với channel của cô Ba Nhỏ. Hôm nay lần đầu tiên cô Ba Nhỏ đến Seattle thì chạy vòng vòng và cũng quay lại cho mọi người xem. Những cảnh các bạn thấy được trong video này thì cũng như là những cảnh mà lần đầu tiên cô Ba Nhỏ thấy được của thành phố Seattle. Thì trong cái video trước là nhà của cô Ba Nhỏ khởi hành đi là từ ở thành phố Phoenix, Arizona và mình bay qua Seattle. Và khi mà mình tới Seattle thì nó rất là khuya, là 1 giờ mấy luôn, mà khi tới phòng trọ rồi á, là 2-3 giờ sáng. Thì sáng dậy ăn xong rồi, ăn uống no nê ở cái chỗ phòng trọ đó, nó cho ăn sáng free. Thì ăn xong rồi bây giờ mình lên đường. Trước khi đi Seattle thì mình cũng có lên internet để mình tìm hiểu. Thì mình tìm Google là khi mà tới Seattle thì mình phải đi những đâu. Thì nó có một cái list rất là dài, những chỗ đi chơi rất là nhiều luôn. Nhưng mà thời gian thì có hạn. Nhưng mà một trong những chỗ mà bạn của cô Ba Nhỏ, có một người bạn làm chung á, đã ở Seattle hồi trước và nói với cô Ba Nhỏ là khi mà tới đây á, muốn thấy cả thành phố Seattle thì mình phải tới cái park này gọi là Carey Park để mình chụp hình rất là đẹp. Và khi mà mình đứng từ trên mình nhìn xuống á, thì mình thấy cả thành phố luôn và thấy biển rất là đẹp. Cho nên hôm nay nhà của cô Ba Nhỏ quyết định đi tới Carey Park để chụp hình và để coi sao. Và mình muốn tới để mình biết cái chỗ đó là như thế nào, tại vì người bạn của cô Ba Nhỏ kể và khi mà mình lên trên Google mình coi á, thì thấy có rất là nhiều người đi tới Carey Park và cầu hôn. Mình thấy lãng mạn quá cho nên mình nghĩ là đây là một chỗ rất là đẹp, cho nên mình rất là muốn đi. Hồi nào giờ mình chỉ nghe cái thành phố Seattle là ở tiểu bang Washington mà mình chưa bao giờ biết nó là như thế nào. Trước khi mình đi thì mình mới lên Google mình tìm hiểu. Thì khi mà tới rồi thì mình thấy ở đây cảnh rất là đẹp. Tại vì ở đây tiểu bang này có rất là nhiều cây, mà cây thì rất là xanh. Và bây giờ là đang trên đường đi tới cái Carey Park thì quay cho mọi người coi luôn. Sẵn tiện quay thì quay luôn. Chuẩn bị mình vào cái hầm này nè. Cái hầm này tiếng Anh gọi là tunnel. Và cái tunnel này không biết ở trên nó là cái gì, nhưng mà cô Ba Nhỏ sau khi đi về rồi thì mới lên Google coi. Vì sao mình lên Google để mình coi các bạn biết không? Tại vì khi mà mình đi qua cái hầm này á, ở Arizona nó cũng có một cái tunnel, hay là những cái tiểu bang, những cái freeway, những đường chạy xe cao tốc á, nó đều có những cái tunnel, nhưng mà nó rất là ngắn. Và đặc biệt là cái tunnel này á, nó rất là dài và nó kẹt xe nữa, mà nó dài lắm kia. Mà mình cứ ngồi trên xe mà nó, ủa sao mà dài quá vậy, mà khi nào mình chạy mới hết đây. Thì sau khi mà đi về rồi, cô Ba Nhỏ mới tìm hiểu, thì trên Google nó nói á, đây là Highway 99, có nghĩa là cái đường cao tốc này có tên là 99, Highway 99. Mà cái tunnel này của nó dài nhất ở Mỹ nè, một trong những cái dài nhất ở Mỹ. Và để xây cái tunnel này thì nó đã tốn hết 3 tỷ 3 Mỹ Kim. Thì cái tunnel này nó dài 2 miles, tính ra km là cỡ chừng 3.2 km, thì cỡ như vậy đó, nó rất là dài luôn. Chậm chỗ này nha, em mới tính lâu vậy, 9 mà 24 phút rồi vậy. My tunnel always slow. Bao nhiêu feet này là có một cái exit này để cho người ta đi bộ, người ta ra đó. Chạy người đi bộ đó. Người đi bộ đó. Để, ví dụ 80 feet là tới chỗ exit này, là chỗ này nè. Ví dụ chỗ này là có cái exit này được đó. Có một cái axit vậy nè, thấy cái lỗ chỗ này không nè, cái lỗ chỗ này là axit nè, axit số 7 nè đó nè.
cứ vậy đó, nó tiếp xúc luôn. Ngắn thôi, 80 feet nữa là hết cái tunnel, ai giờ làm một cái exit đó, exit. Thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi. Republican Street Exit. .02 miles. Vừa rồi các bạn có nghe tiếng ngáp không? Tiếng ngáp của người tài xế là tại vì chạy trong cái tunnel nó dài quá mà buồn ngủ luôn đó. Bây giờ mình kể thêm một chút về thành phố Seattle cho mọi người nghe nha. Cô bạn nhỏ cũng không có rành đâu, cô bạn nhỏ chỉ Google thôi, Google để mình biết thêm thông tin và để mình kể chuyện cho mọi người nghe luôn. Thì ở thành phố Seattle này, nó ở tiểu bang Washington, có một cái building và một cái chỗ này ai cũng nói mình tới là mình phải tới đây á. Đây nè, cái này gọi là Space Needle mà bây giờ mình đang đi ngang qua, mình thấy thì mình quay luôn tại vì mình sợ một chút nữa mình không có đi ngang qua lại. Thì cái đó vừa rồi gọi là Space Needle, nó giống như là một cái biểu tượng của Seattle, Washington. Xăng ở đây 3.79 luôn. Oh my gosh. Nào cái con đường nhập hàng á anh ơi. Nhìn đây những cái tỉa kìa. Sống một cách đặc biệt. Được mà, nhớ đặc biệt quá mà. Đặc biệt với cái bộ. Ồ, nó tỉa tròn ủm ủm. Nhìn vậy với nó có một cái ảnh. Cây này có cái lá đẹp quá. À, thì bởi thằng kia nói đi đây là địa đồi núi phải đi giày tennis shoes á. Trời ơi mà nó đậu xe sát ngoài đường quá ha. Lên dốc. Trời ơi. Ồ, cái nhà này đẹp quá nè. Lên đồi cao nhìn xuống thành phố đó. Dạ đây nhìn chật chật ha. Ồ có nguyên bụi xả. Sao có cái xe kia nó chạy, nó đậu ra vậy, đúng không căn nhà? Thank you.
cho, lên rồi nó cho mình đi xuống hả? Cũng đẹp mà, nhà cửa đây cũng đẹp ha, trên đồi nó cũng đẹp ha. Nó landscape cũng sạch sẽ mà. Ở đây nhiều cây dễ sợ. Mọi người để ý coi cái cây này nó tỉa mấy cái bụi cây này nè, nó tỉa nhìn ngộ ghê không? Răng nữa. Như Việt Nam đó, sát nhau đó. Nếu mà để ý thì thấy ở đây có rất là nhiều dốc. Những con đường toàn là dốc không à, dốc lên, dốc xuống gì thấy ghê luôn. Mình chạy xe không có được luôn á. Và những căn nhà nữa nó nằm ở trên đồi dốc, ghê lắm. Và nhìn thì nhìn đẹp thôi nhưng mà chạy xe thì rất là ghê. Gặp cô bé nhỏ là chạy xe không có được đâu. Nhưng mà nhà ở đây là san sát nhau không à. Bây giờ mình sắp tới cái chỗ Kerry Park rồi đó. Và cái khu này là cái khu nhà giàu nha. Mỗi căn nhà là đâu cũng mấy triệu đô chứ không có rẻ đâu. Tại vì nhà ở Seattle thì cũng đã mắc rồi, giá cả thì cũng mắc. Và ngay cái khu này nữa thì nó rất là mắc tiền luôn. Ô, tới rồi kìa. Thôi, cho mọi đứa xuống đi. Mát quá. À, nóng quá rồi đó. Hold on, mẹ thấy Space Needle đã. Space Needle cảnh rất là đẹp nha. Cuối cùng là mình cũng tới được Kerry Park và chụp được tấm hình từ trên nhìn xuống. Và mình chỉ ngay cái đó là cái Space Needle đó. Kerry Park Viewpoint nè, thấy không? Ở nhưng mấy người đây biết không? Kelly, wait, ok. Rồi, lên, mát quá. 1, 2, bạn nhìn nghiêng nghiêng mới thấy em, còn không thì Hayden, look at me. Đẹp quá, cái mình vô nơi này. If you see nice flowers, we can stop and take pictures. Okay. Cảnh cũng đẹp mà. Wow, nhà đẹp mà. Căn nhà đẹp lắm á. Cho mình cái nhà đó mình đã đời không kể luôn. Nhà nào cũng đẹp, nó ở đâu khu đẹp mà. Khu này là khu mắc tiền đó. Lên núi, lên đồi núi. Dài. Nhà có bông hồng ở trên, đầy bông ở trên ha. Wow, nhà này đẹp nè. Nãy mình đi thấy có nhiều bông đẹp mà. Đây nè, mẹ vô liền nè. Có cây lá đỏ kìa ba. Canada nè. Maple á. Lá phong á. Nè nè, cây này là cây của Canada nè. Đứng, cây lá phong nè. Đứng đây, đứng đây. Lá phong, phong nè. Đứng đây. Nè. Cây biểu tượng Canada đó. Đáng đẹp ghê á. Đứng đây đó. Đứng
1, 2, 3. Anh, nhà này đẹp quá nè. Nhà đẹp quá hả? Open house kìa. Open house mình vô mình mua không? Tụi mình hùng lại. Lâu lâu mình qua đây vacation. Wow, con nhà này đẹp quá hả? Wow. Không biết nhà này mấy chịu vô hỏi, tò mò vô thử. Mới nhiều trại, nhiều trại, nhiều căn nhà không? Để biết. Mới mốt mình tìm cái đây đồi dốc không mà thấy không? Ồ, đi xuống dốc luôn hả? Đây nè, đây out right here. Ồ, xuống dốc kìa. Ồ, xuống đây thấy biển luôn kìa. Đứng nghiêng qua đây, chụp hình cho thấy biển nha. In the sun. Yeah, in the sun. Thì nắng nó mới đẹp. Wow. Đẹp quá. Mát nữa. 1, 2, 3. Xuống dốc. Ui. Ờ, sao vậy, sao đậu? Ba từ từ coi. Wow, nhà xuống dốc đi không được luôn á. Không có dốc cao thôi chứ. Đi xuống đây em đi không được luôn á. Ôi trời, con dốc cao quá. Đi không có nổi. Đây, đằng sau là biển. Giờ mình đi lên dốc, hồi nãy đi xuống dốc rồi. Bây giờ đi lên dốc lại. Đi không có nổi luôn. Giờ đi về phải không? Dạ, đi về quên số đi. Nó đâu đó? Get in. Let's go. Vy. I don't know where they are. Just enjoy yourself. They that way. Yeah, just enjoy yourself, don't worry. Căn nhà tuyệt đẹp luôn. Căn nhà rất là to luôn. Mấy triệu đô nha. Nó bán món nhà ra nhà này bán nè. Cảnh thành phố nè. Kaden. Cảnh thành phố đẹp quá. Đó là Space Needle. Cái lớn thiệt lớn đó đó là Space Needle. Ai cũng tới đây để chụp hình. Kaden, don't go on the street. Nhà này đẹp quá ha. Đỏ cũng đẹp ghê ha. Nhà nào sale thì mình mua ha. Nhà nào cũng được. Rồi cuối cùng là nhà mình cũng tới được Harry Park, chụp được một đống hình và đi dạo vòng vòng cái khu này. À, coi xong rồi, ngắm cảnh xong rồi thì bây giờ leo lên xe đi tiếp. Hành trình tiếp tục sẽ đi đâu thì các bạn hãy nhớ xem video lần sau thì sẽ biết nha. Cảm ơn các bạn đã ghé qua xem video của cô bạn nhỏ ngày hôm nay. Tiếp tục sẽ là đi đâu thì nhớ bấm nút đăng ký, subscribe để khi mà cô bạn nhỏ đăng video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Thông báo xong rồi thì nhớ vào xem liền nha. Và nhớ bấm cái chuông nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!